Tủ sách Tín Thác mến chào anh chị em và các bạn. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Chưa lành vết thương vì Cha là đấng xót thương, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. Tủ sách Tín Thác mến chào anh chị em và các bạn. Tủ sách Tín Thác xin gửi đến anh chị em và các bạn ngày hôm nay bài số 72 mang tựa đề Trăng Thu Nơi Biên Giới. Trăng Thu Nơi Biên Giới. Nếu không trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ chẳng được vào nước trời. Nếu cứ ngồi thu mình lại, sẽ thấy mình nhỏ bé và thật cô đơn. Tiếc nuối dây dứt với dĩ vãng và bận tâm lo lắng thái quá về tương lai dễ làm nản chí và thất vọng. Nhưng nếu biết giang tay, mở lòng, đón nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc nhường nào. Tôi bất giác nhận ra điều này trong một lần theo chân nhóm thiện nguyện và người linh mục Lãng Tử đến đón trăng thu nơi miền biên giới. Lịch trình của nhóm thiện nguyện trong những chuyến công tác bác ái luôn được nhóm đi tiền trạm sắp xếp rất cẩn thận đến từng chi tiết một, về thời gian, về địa điểm. Để có được chuyến đi bình an và tốt đẹp, thì nhiệm vụ tiền trạm là phần quan trọng nhất. Bởi nếu không có công việc này, chúng tôi giống như những cánh chim lạc đường, bay không tìm được phương hướng. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, nhóm giữ trọng trách này đã luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Hiếm có chuyến công tác nào xảy ra trục trặc, ngoại trừ có những sự cố bất ngờ không tiên liệu được. Về Tây Ninh lần này, tôi mang trong lòng tâm trạng lo lắng, nặng nề vì chuyện gia đình. Trước giờ khởi hành, tôi cảm thấy mình lạc lõng lắm. Nhìn chung quanh mọi người háo hức chuẩn bị bảng tên, điểm danh, cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng, hàn huyên hỏi thăm chuyện này chuyện kia, mà tôi không có cách nào hòa mình được. Thật may, cảm giác đó nhanh chóng mất đi khi người bạn đồng hành kế bên bất chợt vỗ vai tôi thì thầm: "Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Tham gia nhóm thiện nguyện một thời gian dài, đôi lúc chỉ một nụ cười, một ánh mắt, một lời nói hay một cử chỉ rất nhẹ nhàng cũng đủ làm cho tôi thấy mình được quan tâm nhiều lắm. Ghé Cao Xá, giờ kinh lòng thương xót. Trưa thứ hai, 20 tháng 9, những cánh chim xanh tíu tít xoải cánh cho cuộc hành trình tìm về tuổi thơ. Với sự dí dỏm hóm hỉnh, người linh mục Lãng Tử ân cần dặn dò những điều cần thiết trong chuyến đi này. Tôi nhớ nhất lời nhắn nhủ sau cùng: "Hôm nay là cơ hội để các bạn sống lời Chúa, đó là trở nên trẻ thơ để được vào nước trời. Các bạn bắt đầu hành trình tìm về tuổi thơ với tâm hồn đơn sơ hồn nhiên nhé." Chạm dừng chân đầu tiên của hành trình tìm về tuổi thơ là nhà thờ
Cao Xá, Tây Ninh. Dù giữa trưa oi ả, bà con khắp nơi đã kéo đến chật nhà thờ. Cũng như chúng tôi, họ đang muốn sống như trà thơ bằng cách chạy đến với lòng thương xót của Chúa như đàn con chạy đến với cha của mình. Trước Chúa Giêsu thánh thể, chuỗi kinh lòng thương xót được ngân vang như lời con trẻ thưa thốt với cha của mình. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mọi nỗi lo âu trăn trở, mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, mọi buồn vui của đời nhân thế, tất cả kết thành lời kinh dâng lên cha nhân hiền, giàu lòng xót thương. Thật lạ lùng, ở đâu có cầu nguyện lòng thương xót, ở đó người ta kéo đến rất đông. Người bình dân, nhất là nơi thôn dã, đều heo hút gió, học hành không bao nhiêu, làm sao họ hiểu được những ý tưởng cao siêu, làm sao mà họ nuốt nổi những bài giáo điều khô cứng. Họ dễ dàng đón nhận những mấu chuyện đời thường, những dẫn chứng cụ thể, những nhân chứng bằng xương bằng thịt. Những ý tưởng và cách trình bày càng đơn sơ, giản dị, mộc mạc bao nhiêu thì càng thấm vào lòng họ bấy nhiêu. Họ không thích câu văn trau chuốt bóng bẩy, sáo ngữ rỗng tuếch hay những nghi lễ nặng hình thức mang tính trình diễn. Họ chỉ như trẻ thơ, hồn nhiên, đơn sơ đến với lòng thương xót của Chúa để cảm nghiệm được Chúa xót thương, rồi tập tành xót thương nhau. Họ cầu nguyện như Teresa, rất giản dị. Tôi ở như đứa trẻ không biết chữ. Tôi cứ đơn sơ thật thà, chân tình với Chúa những điều tôi muốn nói, và bao giờ tôi cũng được Chúa cảm thông. Chính vì thế mà những lời cầu nguyện của cộng đoàn luôn được Chúa vui nhận. Biết bao ơn lành tuôn đổ xuống trên các cộng đoàn cầu nguyện lòng Chúa thương xót là như thế. Đến Thánh Mẫu, nắng lửa mưa dầu. Chưa biết mình sẽ tìm về tuổi thơ như thế nào ở vùng đất gần biên giới bụi mờ khắc nghiệt này. Chỉ thấy Tây Ninh chào đón chúng tôi bằng cái nắng chói chang đổ lửa. 4 giờ chiều, không gian vẫn gay gắt và nóng bức kinh khủng dù trời đã sang thu. Giáo sư Thanh Mẫu thuộc giáo phận Phú Cường, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, hiện ra rất đỗi đơn sơ, hiền hòa trước mắt tôi. Khi chúng tôi đến, bà con đã có mặt đông đủ từ lúc nào. Không chần chừ để lỡ mất một giây phút nào, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc, chi mì vào từng bao, muối chuyển gạo, lồng đèn, bánh, vân vân. Chuỗi công việc đã trở nên quá quen thuộc với nhóm thiện nguyện. Thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại những thao tác ấy từ chuyến đi này sang chuyến đi khác. Cẩn thận xếp vào một bịch muối vào trong bao, hay chăm chú đếm từng gói mì. Dù là những việc rất nhỏ nhưng lại là cách thể hiện tình yêu thương. Chị Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu nói thế này: ai không có gan đóng đinh mình bằng những chiếc đinh lớn thì phải chịu tử đạo bằng những chiếc ghim nhỏ. Chị tin vào sức mạnh và giá trị của những việc nhỏ bé được làm vì yêu. Teresa nói: nhặt một cây kim ở dưới đất vì yêu mến cũng có thể cải hóa một linh hồn. Trong những buổi tĩnh tâm tháng, người linh mục lãng tử luôn nhắc nhở chúng tôi như thế. Cho nên không một chiếc lồng đèn nào bị hư, không một bao quần áo nào bị rách hay ướt. Tất cả những món quà mà cộng đoàn lòng thương xót Chúa gửi gấm cho nhóm thiện nguyện với trọn vẹn sự tín nhiệm và tin yêu, chỉ trong thoáng chốc đã được chuẩn bị đâu vào đấy, sẵn sàng
chuyển 200 phần quà đến tận tay những anh chị em đang chờ đợi chúng tôi ngoài kia. Người linh mục Lãng Tử bình thường giản dị và hóm hỉnh là vậy, nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc. Đâu vào đấy, hướng dẫn nhóm thiện nguyện nhanh nhẹn, thoăn thoắt trong từng thao tức, trong từng thao tác. Miệng không quên nở nụ cười trìu mến tươi vui. Người mục tử sứ Thánh Mẫu cho biết Tây Ninh là trung tâm của đạo Cao Đài. Số người theo đạo Công giáo rất ít, dù giáo xứ đã được thành lập từ 50 năm trước, song số giáo dân chỉ khoảng 1.200 người. Con số này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trên tổng số dân, chừng 0,3%. Trong tôi dâng lên nỗi xót xa khó tả. Có đến tận nơi mới biết con đường truyền giáo nơi vùng đất này hãy còn dài, còn lắm gian nan. Cứ ở những trung tâm thành phố, cứ ở những khu vực người Công giáo tập trung, đi đâu cũng thấy nhà thờ san sát, gặp đâu cũng thấy người Công giáo đeo chuỗi, đeo hình ảnh. Ta cứ tưởng cả Việt Nam theo đạo Công giáo hết rồi. Ta cứ tưởng người Công giáo chiếm đại đa số trên đất nước Việt Nam, nhưng thực tế chỉ tập trung ở một số nơi mà thôi. Còn đại đa số, phần lớn những mảnh đất trên đất nước Việt Nam này còn trắng lắm, rất ít người Việt Nam. Người Công giáo Việt Nam vẫn cứ mãi chỉ chiếm tỷ lệ 7% dân số. Có nghĩa là trong 100 người Công giáo mới chỉ có, xin lỗi, trong 100 người Việt Nam mới chỉ có 7 người Công giáo mà thôi. Đi ra vùng ngoại biên mới thấy cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát, rất thiếu thợ gặt. Tôi đi cùng một bạn thiện nguyện đưa một bà cụ về nhà. Ngôi nhà nằm cách nhà thờ không xa lắm, nhưng với sức của bà để đem một bao gạo 10 kg, một bịch nhu yếu phẩm và những máy sách ảnh lòng thương xót Chúa về đến tận nhà là chuyện không tưởng. Tôi hỏi thăm: "Bà ơi bà, con cháu bà đâu mà bà lại phải đi một mình vậy?" Bà ngậm ngùi cho biết con cháu bà đi làm ăn xa, người lên thành phố kiếm việc, kẻ lưu lạc tận miền Trung để buôn bán. Ở cùng bà hiện giờ chỉ có đứa cháu nội còn nhỏ dại. Hai bà cháu bám víu nhau mà sống, chẳng biết khi nào gia đình mới được đoàn tụ. Tôi thấy mắt mình cay cay, chỉ biết im lặng, không dám hỏi thêm điều gì. Những ngôi nhà chung quanh khu vực nhà thờ có một điểm chung rất đặc biệt là các bức vách được xây bằng gạch, không chết hồ hay vôi vữa gì cả. Mùa nắng trong nhà nóng như lửa, mùa mưa ẩm ướt, nước mưa thấm vào trong nhà. Vậy mà theo lời bà con nói, đấy là những ngôi nhà có thể gọi là sang trọng ở trong vùng đấy. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề làm mướn, làm nông và nghề lên rừng gần biên giới để lấy trứng kiến. Nghe qua thôi cũng đủ hình dung đời sống vật chất, miếng cơm manh áo của họ bấp bênh đến cỡ nào. Trời đã về chiều. Còn một điểm phát quà nữa là giáo điểm Suối Dây, huyện Tân Châu, cách xa 30 cây số. Thời gian không cho phép chúng tôi đến tận nơi trao tận tay, đành phải gửi lại 70 phần quà cho các gia đình khó khăn và 70 phần quà trung thu cho các em. Vào Hòa Thạnh, đất lành chim đậu. Chia tay giáo xứ Thanh Mẫu khi trời đã xế chiều, nhóm thiện nguyện tất tả đến trạm cuối cùng của hành trình tìm về tuổi thơ, đó là giáo xứ Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nơi có 300 gia đình khó khăn và hơn 700 thiên thần bé nhỏ đang mong chờ quà trung thu. Trong khi trẻ em nơi thành thị vui Tết Trung Thu với những chiếc bánh thật ngon, những lồng đèn rất đẹp và mắc tiền, thì nơi vùng biên giới này
Trẻ em đón trăng chỉ với lòng háo hức, chưa được nhìn thấy cái bánh lồng đèn ra sao. Ngôi nhà thờ lập tôn, vách cót tiêu điều, chiều nay bỗng rực rỡ hẳn lên. Bầu khí rộn ràng vì các em từ những vùng lân cận không phân biệt lương giáo kéo đến rất đông. Ngày Tết của thiếu nhi đấy, Tết Trung Thu đấy, thế mà không một đứa trẻ nào cầm trên tay cái bánh, cũng chẳng đứa nào có cái lồng đèn, thậm chí một cây nến cũng không. Chỉ độc nhất chiếc lồng đèn kéo quân làm bằng tay đặt trên cung thánh, và vài ba cái lồng đèn ông sao treo trên cửa sổ. Cái nắng, cái bụi có thể làm gương mặt những đứa trẻ nơi đây hằn sâu sự nhọc nhằn với làn da cháy nắng, nhưng không thể xóa nhòa nét ngây thơ trong những đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên. Suốt thánh lễ, tiếng hát, tiếng cười của các em thật rộn rã. Các em hát không ngần ngại, không dè dặt, chỉ biết hát hết sức mình, hát thật to, thật vui. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc khi người linh mục Lãng Tử bắt nhịp cho cả nhà thờ hát bài Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi. Bài hát quen thuộc mà từ lâu rồi ở thành thị không còn được nghe trẻ nhỏ hát chung như thế nữa. Tôi hiểu ra điều người Lãng Tử dặn dò khi lên xe. Hãy cảm nhận, các bạn, hãy cảm nhận và tập sống hồn nhiên như trẻ thơ. Thánh lễ kết thúc, thiếu nhi ùa ra phía sân sau nhà thờ, nơi có một sân khấu được dựng sẵn, đơn giản thôi, nhưng đang được biết bao tâm hồn mong ngóng hướng ánh nhìn về đó. Nhóm thiện nguyện giúp vui cho các em bằng những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, những bài hát, những màn ảo thuật, xiếc rồi múa lân. Dù không được hoàn chỉnh lắm, không chuyên nghiệp lắm, nhưng nhìn các em cười, nghe những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, tự dưng chúng tôi thấy vui lây và thấy mình như trẻ lại, như đang tìm về tuổi dạng. Rồi những chiếc lồng đèn xinh xắn, những cây nến đủ màu sắc, những cái bánh trung thu tự tay nhóm thiện nguyện làm, được trao tận tay từng em. Tuy lồng đèn không đẹp như lồng đèn bằng pin ở thành phố, tuy bánh trung thu có thể không đẹp, không sang như những loại bánh xa xỉ bán ở thành phố, thế nhưng tôi tin đó là những món quà vô cùng ý nghĩa đối với các em trong mùa trung thu nơi miền biên giới này. Đêm trung thu sớm hôm ấy, không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng được nhận quà. Hơn 300 phần quà được một nhóm các bạn thiện nguyện chuẩn bị ngay sau thánh lễ. Nhiều người đi bộ cả chục cây số đến lãnh quà. Nhìn những bà mẹ đi chân đất, lội bộ đường xa, tay bế, tay bồng, tay dắt con, khệ nệ phần quà nặng trĩu với nụ cười tươi, mồ hôi nhễ nhãi, sao thấy mà thương, thật là thương. Thiện nguyện ơi, còn nhiều việc phải làm để loan truyền lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, mọi nơi lắm đấy, thiện nguyện ạ. Đoạn kết hành trình tìm về tuổi thơ. Chúng tôi ra về sau bữa cơm đạm bạc trong hội trường giáo xứ. Dù mệt lả người, nhưng ai cũng vô cùng phấn khởi. Bởi lẽ, trong mỗi chuyến công tác, chúng tôi đã không phụ lòng tin yêu của cả cộng đoàn lòng Chúa thương xót gửi gắm. Được hòa mình vào trẻ thơ, sống trong bầu khí trẻ thơ, chơi với những trò chơi trẻ thơ. Với chúng tôi, đó là cơ hội tuyệt vời nhất để nhận được tấm vé vào nước trời, như lời Chúa đã phán. Thầy bảo thật, nếu không trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ chẳng được vào nước trời. Trở nên như trẻ thơ không phải là trở nên ấu trĩ, ngây ngô, khờ khạo, nhưng là khiêm hạ, tin cậy, phó thác cho Thiên Chúa. Đôi khi sống nhỏ bé một chút, đơn sơ một chút,
khiêm nhu một chút, sống thân ơi như đứa trẻ, không toan tính, nghĩ suy, bận tâm, lo lắng thái quá về những chuyện chung quanh, ta sẽ thấy nước trời thật dễ tìm. Lạy Chúa, xin cho con biết sống tinh thần trẻ thơ, ngay cả khi cuộc sống này không dễ dàng và những trắc trở cứ mãi bủa vây, xin cho con biết luôn tin cậy và phó thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, khi đọc bài số 72 Trăng thu nơi biên giới hôm nay thứ tư 21 tháng 8 2024, cũng chỉ chưa đầy một tháng nữa, ngày 17 tháng 9 là đến rằm tháng 8 2024. Trong vòng một tháng này, chúng tôi đang cố gắng tập những chương trình văn nghệ, đang cố gắng làm những chiếc lồng đèn và đang đặt những cái bánh trung thu. Bánh trung thu giá càng ngày càng cao, không có sức mà làm như ngày xưa. Vì các bạn ai cũng đều công ăn việc làm, rồi gia đình bận bịu. Nhưng chúng tôi đang cố gắng để mong mỏi những bàn tay đưa ra, mỗi người một cái bánh trung thu cho trẻ thơ. Chương trình mỗi người một bánh trung thu cho trẻ thơ, mà nếu được nhiều người hưởng ứng thì nhu cầu là 10.000 cái bánh trung thu trong năm 2024 này vẫn khả thi. Hiện thời bây giờ là bất khả thi, là không thể, vì trong tay chúng tôi chỉ có vỏn vẹn khoảng 100 cái bánh. Nhưng Chúa sẽ làm phép lạ, cho 100 cái bánh ấy thành 10.000 cái bánh trung thu cho trẻ thơ, những em cô nhi, những em khuyết tật, những người dân tộc, những người vùng sâu vùng xa, những người biên giới đèo heo hút gió đang khao khát mong chờ những chiếc bánh, những lồng đèn. Mong thầy phép lạ 10.000 bánh trung thu và 10.000 lồng đèn sẽ xảy ra ngày hôm nay, nơi những con người có lòng thương xót, biết xót thương người khác. Mong lắm thầy. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.